À, bạn có yêu Trường Am không? Sao bạn hỏi muốn cười đấy? Không. Tất nhiên là có ạ. Mình không thể không yêu. Có. Mình rất yêu Trường Am. Tất nhiên là có rồi. Tất nhiên. Câu đấy hỏi hơi thừa, hơi thừa. Tất nhiên rồi. Ta năm cấp 3 gắn bó đấy. Tất nhiên mình phải yêu rồi. Và mình đang nghĩ là nếu mình không Trường Am thì mình chẳng biết được gì đâu. Tình yêu là yêu từ thứ nhỏ nhất. Thế nên là mình rất yêu Trường Am. Mình rất yêu sân thượng, mình rất yêu thầy cô Am, mình yêu học sinh của Am, cho nên mình rất yêu Trường Am. Chắc chắn rồi. Bạn yêu địa điểm nào nhất ở Trường Am? Mình yêu tất cả mọi thứ ở Trường Am và đặc biệt là học sinh của Trường Am. Em yêu nhất Trường Am vào những dịp cuối năm. Tức là cái không khí học tập cũng đã giãn ra rất nhiều rồi và học sinh thì được tổ chức những cái hoạt động mà mình mong muốn. Có lẽ là mình yêu rất nhiều điểm ở Trường Am. Ví dụ như là cơ sở vật chất thì rất là hiện đại này. Có những học sinh rất là thân thiện và hòa đồng, tạo cho mình cảm giác mình thật sự như thuộc về nơi đây. Và xung quanh mình luôn là những thầy cô tài giỏi, lúc nào sẵn sàng để giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn và để chinh phục những thử thách cao hơn. Thì Trường Am thì em thấy điểm gì cũng đáng yêu ấy, nhưng mà em thấy yêu nhất là học sinh Trường Am thì rất là tự tin và năng động. Trường Am thì là một ngôi trường rất có tiếng trong việc đào tạo những nhân tài. Vì vậy mình rất yêu nhất ở Trường Am là ngôi trường tập và bạn bè thân thiện. Bạn đến với trường Hà Nội Am như thế nào? Lần thì tớ đi đón em và tớ đã gặp một học sinh Trường Am ở đấy. Tuy anh ý rất giản dị nhưng mà ai cũng đều... Có nghĩa là ai cũng đều nhìn anh với con mắt thán phục. Thế nên là tớ nghĩ là nếu mà mình trở thành một học sinh Trường Am thì mình cũng sẽ được thán phục như anh ý. Nên là tớ đã chọn Am là điểm dừng tiếp theo của tớ. Thì tôi cũng thế. Cái lý do mà em chọn để vào trường, khi mà em chấp nhận vào Trường Am, đấy là em có được cái môi trường học tập rất tốt. Em được gặp những người con người tài giỏi. Và không chỉ họ giỏi trong học tập mà họ có rất năng động. Qua việc là họ đã tổ chức được rất nhiều các sự kiện lớn và em cũng là người đã từng tham gia rất nhiều trong sự kiện đấy. Vì đơn giản là tớ rất thích Trường Am và muốn học ở đây nên đã thi. Lý do em thi vào Trường Am thì rất là đơn giản, bởi vì là khi mà lên cấp 3 thì ai cũng mơ ước là được vào một ngôi trường lý tưởng, và Trường Am thì là một trong những ngôi trường lý tưởng như thế, vừa học giỏi vừa năng động nữa. Chính vì thế là em đã mơ ước vào Trường Am từ lâu rồi và đã cố gắng đi vào Trường Am. Mình cũng thế. Mình cũng rất thích Trường Am nên đã thi vào đây. Bằng xe đạp. Vậy bạn ấn tượng với thầy cô nào nhất? Chắc có lẽ mình ấn tượng về giáo viên chủ nhiệm mình nhất, đó chính là cô Bạch Dương. Mình rất ấn tượng với cả cô Dương dạy môn lý, bởi vì cô rất tự tin. Trường thì em ấn tượng với thầy Thái nhất ạ, thầy Thái dạy văn. Thì thầy Thái thì một là có cái chất giọng rất là đặc biệt, hầu như là học sinh học văn nào mà được nghe giọng của thầy thì thực sự là truyền cảm và vào đầu rất là nhanh. Và thứ hai là cái vốn kiến thức và cái vốn học trong thầy thì rất là nhiều, và mỗi một buổi bọn em học thầy thì thực sự là em biết được thêm rất nhiều kiến thức mới. Mình ấn tượng nhất với ba thầy cô là cô Hoài Thanh, cô Hạnh Quyên và cô Bạch Dương. Cả ba cô đều có những cá tính khác nhau nhưng mà đều rất là tâm lý và yêu thương học sinh. Thực sự thì không có một thầy cô giáo điển hình nào, nhưng mà mình ấn tượng nhất là ở các thầy cô giáo trẻ rất là xì tin và nói chung là rất là gần gũi với học sinh chúng mình. Mình ấn tượng nhất với cô Phương vì dạy chủ nhiệm lớp mình, vì cô rất tâm lý và rất hiểu học sinh. Ấn tượng thì mình ấn tượng nhất tất cả thầy Hiền dạy thể dục, bởi vì thầy là một người rất nhiệt tính, là một thầy giáo rất mẫu mực và thầy đã truyền cảm hứng đến từng một học sinh tập thể dục. Và vì thể dục là một điều rất là cần thiết trong cuộc sống học sinh. Nếu được dùng 3 tính từ để miêu tả với các thầy cô của trường Hà Nội Am thì em dùng tính từ gì? Để miêu tả các thầy cô thì tớ sẽ chỉ dùng một từ thôi, đấy là từ tận tụy. Tài giỏi. Tâm lý. Rất độc đáo. Thứ nhất đầu tiên là uyên bác, sau đấy thì mình xin phép được thêm 2 từ nữa là gần gũi và vui vẻ. Yêu thương học sinh. Giàu chuyên môn. Đặc biệt có chút nguy hiểm. Trẻ trung, năng động và ân cần. Một ngày mới bắt đầu bằng ánh bình minh, một dòng sông bắt đầu nơi khe núi, một bông hoa bắt đầu từ nụ nhỏ, một cánh chim bắt đầu lúc tập bay. Còn chúng ta bắt đầu từ mái trường Hà Nội Amsterdam. Tròn 25 tuổi,
Ngôi trường Hà Nội Amsterdam từ khi được sinh ra cho đến khi trưởng thành đã nuôi dưỡng và phát triển biết bao thế hệ học trò giỏi giang, năng động. Là một biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước Hà Lan và Việt Nam, ngôi trường được xây dựng với niềm hy vọng sẽ mở ra một môi trường học tập tiên tiến cho thế hệ tương lai của đất nước. Hà Nội Ams cũng đã trở thành nơi lưu giữ vô vàn những kỷ niệm thiêng liêng của tình thầy trò, của những cô cậu học trò hồn nhiên, vô tư lự. Nhắc đến Hà Nội Ams là nhắc đến một niềm tự hào vô bờ bến, là trìu mến các tiếng gọi thân thương tới ngôi nhà thứ hai của mình. Mà cho dù có phải xa cách đến tận chân trời góc bể nào, thì trái tim của những học sinh trường Hà Nội Ams vẫn luôn hướng về khoảng trời xưa ấy. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, giờ đây Hà Nội Ams đã đạt một bước tiến lớn khi được thành phố Hà Nội hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất tại địa điểm mới. Mọi giáo viên và học sinh đều vô cùng háo hức khi lần đầu đặt chân đến ngôi nhà mới. Cảm xúc đầu tiên là sự choáng ngợp vì vẻ đẹp ngỡ ngàng của ngôi trường này trải dài trên khu đất 5 hectare giáp 4 mặt đường. Trường bao gồm nhiều khối nhà khang trang và hiện đại, với các khoảng không gian mở tạo một môi trường học tập thoải mái cho học sinh. Từ ngoài cổng trường vào, có lẽ ấn tượng nhất là thiết kế mặt trước giống như một trung tâm hội nghị trang trọng. Không những thế, trường còn có những khu nhà với nhiều kiến trúc khác nhau, đan xen giữa những dãy nhà thẳng tắp, đều đặn, là những khối hình mềm mại uyển chuyển. Bước vào trong đó, tấm biển công trình 1000 năm Thăng Long trở thành điểm nhấn, thể hiện vai trò quan trọng và tầm vóc to lớn của ngôi trường đối với thành phố Hà Nội. Các lớp học giờ đây được trang bị thêm nhiều cơ sở vật chất mới, đặc biệt là tủ đựng đồ cho các bạn học sinh được thỏa sức thoải mái trang trí theo phong cách riêng của mình. Phòng học cũng trở nên bừng sáng với những bộ bàn ghế và tủ đồ còn thơm mùi gỗ mới. Trục đa năng là một không gian rộng rãi, phù hợp cho hoạt động của các câu lạc bộ cũng như hoạt động vui chơi trong giờ giải lao. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, nhà trường đã bố trí thêm những sân chơi thể thao như sân bóng rổ trong nhà, bể bơi nước nóng, sân bóng đá và sân quần vợt. Tầng hầm không chỉ là nơi để xe mà còn là nơi che mưa che nắng cho những tiết học thể dục hay giáo dục quốc phòng. Có một ngôi trường để nhớ, có một phút để không bao giờ quên là khẩu hiệu quen thuộc khi bước vào căng tin mới, mở ra một không gian ấm cúng thân thiện với nhiều lựa chọn. Một ngôi trường mới với cơ sở vật chất hiện đại không chỉ mở ra một cơ hội mới cho các thế hệ học sinh sau này được phát triển toàn diện, mà còn đặt lên vai họ trách nhiệm giữ gìn và biết tận dụng tất cả những gì mình có, để Hà Nội Ams được rạng danh với bạn bè khắp thế giới bằng những thành tích xuất sắc đạt được, chứ không riêng gì bằng vẻ ngoài tráng lệ. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường thì bạn có một lời chúc gì muốn gửi đến trường không? Mình chúc trường ngày càng phát triển và có thể có nhiều học sinh giỏi nữa đến với trường. Mình mong là trường Am sẽ luôn mãi mãi tuyệt vời như bây giờ. Chúc các thầy cô ngày càng yêu thương bọn tớ hơn và sẽ ngôi trường mà chúng tớ đang đứng nơi đây, ngôi trường sẽ theo bọn tớ năm nay và năm sau nữa sẽ ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh và có thêm những lứa học sinh tài năng và giỏi giang hơn chúng tớ để xứng bước với những thiên tài như giáo sư Ngô Bảo Châu chẳng hạn. Và tớ mong rằng tất cả sẽ phát triển. Chúc cho trường ngày càng phát triển, sẽ lúc đầu sẽ là đứng đầu Đông Nam Á, sau đấy đến Châu Á, rồi đến cả thế giới. Chúc trường Am thì ngày càng tất cả mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn, thì các thầy cô giáo và các bạn học sinh thì ngày càng thân thiết với nhau hơn và thành tích của trường thì ngày càng rực rỡ hơn. Lời chúc thì mình nghĩ là chúc trường sẽ luôn duy trì truyền thống dạy tốt học tốt, luôn luôn có những nhân tài mang dạng dỡ danh cho trường An nói riêng và toàn thể tất cả còn những người Việt, Hà Nội và Việt Nam nói chung. Em yêu trường An. Lời chúc của mình dành cho trường nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường đó là chúc trường sẽ ngày càng vững mạnh hơn, càng có bước tiến xa hơn trong tương lai, cũng như càng ngày càng tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước để giúp đất nước ngày càng vững mạnh và đi lên. 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật Hà Nội Amsterdam.
ánh bình minh. Một dòng sông bắt nguồn nơi khe suối. Một bông hoa bắt đầu từ núi nhỏ. Một cánh chim bắt đầu từ lúc tập bay. Còn chúng em bắt đầu từ mái trường Hà Nội Amsterdam, một mùa thi xôn xao. Hà Nội Amsterdam, một mùa hoa phương vĩ. Hà Nội Amsterdam, dù ngày mai có xa, Hà Nội Amsterdam còn mãi trong chúng ta.